Xin chào tất cả mọi người. Và mình sẽ thấy hôm nay là một cái ngày thời tiết cũng đang rất là đẹp tại Hòn Mạc Phạm Tây. Và mình cũng đang chuẩn bị tất cả những cái vật dụng cho một mùa du lịch mới. Một mùa du lịch mới thì đòi hỏi cái sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Và mọi người thấy ông làm du lịch nó không chỉ đơn giản là trồng hoa, còn là phải biết về cơ khí, biết về mộc, biết về chăm sóc farm, biết về nuôi trồng thủy hải sản, biết về buôn phòng, về lưu trú, biết về camping, biết về chăn nuôi, biết về trồng dược liệu, biết về cà phê, rất là nhiều yếu tố mọi người nha. Đấy là cái đàn piano sẽ được anh chị em công nhân của Hòn Mát sẽ chuẩn bị cho những cái nốt nhạc vào xuân. Đây là những cái ghế check-in. Đấy. Thì tất cả những cái điểm này thì nó sẽ được anh em chuẩn bị rất chú đáo. Còn mình sẽ giới thiệu với mọi người tiếp một cái công việc nữa, đó là công việc về trồng và chăm sóc hoa. Công việc này thì rất là thích nhưng cũng khá mệt đấy nha. Đây thì đây là những ga đi bộ của Hòn Mát. Đây là những chú ga đi bộ. Nếu mọi người ăn mà khó thắc mắc cái con gà sao cái đầu này nó nhỏ này, với cái chân nó nhỏ này, sao cái người nó to, nó mập, nó béo, nó ngọt, nó mềm chẳng hạn, thì đó là gà thiên nhiên nha. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người với một cái hoạt động mà mình đang làm hàng ngày đi farm. Mọi người thấy phía xa là các cái bác công nhân vẫn đang tiếp tục công việc trồng hoa của mình. Và ở đây là các chị em, đây, vẫn đang tiếp tục cái công việc thu hoạch vườn bưởi. Đây là cái vườn bưởi Hồng Quang Tiến tại farm. Còn có rất nhiều trái cây khác nữa, nhưng mình muốn giới thiệu mọi người về cái quả bưởi hồng này. Thì đây là bưởi giống bưởi bản địa của vùng Phú Quý, Nghệ An. Và nó có đặc tính là vì vỏ ngoài khá là xanh, vỏ ruột hồng và vì ngọt. Hôm nay thì mình sẽ thu hoạch tổng thể vườn để mà thực hiện chuẩn bị cho dọn dẹp và vệ sinh vườn cho nó đẹp. Đây, yêu khí. Đây, tăng diêu. Đây là một trong những bạn khách du lịch mà rất là đam mê về farm. Hôm nay cùng với mình sẽ giới thiệu với mọi người nha. Đây, đó, người thấy chưa? Đấy, là các bạn ở miền ở các cái vùng nước ngoài mà họ vẫn rất thích tham gia các cái thu hoạch farm cùng với chúng mình. Đây. Và các anh chị em vẫn tiếp tục thu hoạch các cái sản phẩm trái cây để toàn bộ là chuẩn bị cho hội chợ cuối tuần, thu hoạch cả vẫn nhá. Đó. Còn đây là một trong những cái bàn mà công việc chính của bạn là quay vi phim, nhưng mà hôm nay thì do các cái công việc cần phải chuẩn bị thì bạn đang tập trung cho vận chuyển bưởi. À, đó là cái công việc mà các bạn đang làm. Thì lát nữa mình sẽ làm một cái video nữa về công việc trồng hoa nữa. Đây, mình đang chuẩn bị trong một vàn cái cẩm thú cầu nữa đây nhá. Xin chào, và đây là kết thúc video thứ nhất.